Mình chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Thông tin mới nhất từ trợ lý thân cận cô Phương Hằng, gió đã đổi chiều, ngày hoan hỷ chiến thắng không còn xa. Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với ba trợ lý của cô Nguyễn Phương Hằng. Ngày 25 tháng 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với ba người trợ lý của cô Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác đề nghị khởi tố. Trước đó, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Bông Lan Trứng Thối, và bà Đặng Thị Hèn Ni, nhà báo Hèn Nico, đã làm đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra khởi tố 9 người, gồm là tiến sĩ luật sư Đặng Anh Quân, nhóm ekip hậu trường các buổi livestream của cô Nguyễn Phương Hằng, gồm ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Nhóm những cá nhân chủ kênh YouTube tham gia phát tán đăng tải các video ủng hộ bà Hằng gồm Bùi Thanh Quỳnh Nhơ, kênh Lang Thang Đường Phố, Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Trinh Lê và Long Ngô, ông Võ Minh Điền. Theo đơn tố cáo, những người này đã có hành vi giúp sức tích cực cho cô Hằng thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube và TikTok. Những người này đã nhiều lần chỉ trích đích danh và có những lời lẽ vu khống xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của nhiều người, trong đó có Bảo Anh và bà Ni. Theo đơn tố giác, nhóm ekip hậu trường các buổi livestream của bà Phương Hằng là nhóm người giữ vai trò trợ lý, thư ký xuyên suốt trong quá trình bà Hằng livestream cho đến khi bà Hằng bị bắt. Những người này đã giúp bà Hằng quản lý khoảng 12 kênh trang mạng xã hội, lên kịch bản khách mời trong các buổi livestream của bà Hằng để phát tán các thông tin trực tiếp với nội dung ngôn từ sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều người, trong đó bà Hà, bà Nhi giữ vai trò là trợ lý phụ trách thông báo lịch livestream, ngừng livestream và các vấn đề kiện tụng đăng tải phát ngôn của cô Phương Hằng, chuẩn bị các tài liệu, hệ thống kỹ thuật âm thanh ánh sáng, máy chiếu cập nhật những câu hỏi, bình luận của cộng đồng mạng để bà Hằng trả lời, bày tỏ quan điểm ủng hộ của mình đối với bà Hằng. Ông Tân giữ vai trò thư ký phụ trách MC dẫn chương trình, dẫn dắt câu chuyện trong các buổi livestream của bà Hằng trong buổi đua ngựa tổ chức tại trường đua Đại Nam. Ông Tân đã đặt cho là chó đua, ngựa đua là Vibo, Hèn Ni, Đức Hĩn và bình luận khiếm nhã về các nhân vật đã được đặt tên. Liên quan đến các đơn tố giác trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra và mời ba người này lên làm việc. Buổi làm việc kéo dài từ 8 giờ đến 14 giờ 30 cùng ngày. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc bà Hằng bị 7 người khác tố giác cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để nhập vào vụ án mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cũng một thông tin cực sốc, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội nghẹn ngào bật khóc khi nhận bức tâm thư của người dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bác Trọng làm rõ vụ việc và minh oan cho cô Phương Hằng, vạch thẳng mặt và sự tắc trách của ông Phan Văn Mãi cũng như Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam cô Nguyễn Phương Hằng theo điều 331 Bộ luật hình sự, liệu có đúng người đúng tội hay chưa? Kính thưa quý vị, có lẽ đến giờ phút này đây Thùy Linh cũng nghẹn ngào khi nhận thấy một điều rằng người dân chúng ta luôn yêu mến cô siêu Nguyễn Phương Hằng như thế nào, và có lẽ trên đất nước Việt Nam này chưa có một bị can nào mà được nhiều người dân mến mộ và yêu thương như cô Hằng. Sự việc dẫn đến đi quá xa ngày hôm nay một phần cũng là do sự tắc trách của các cơ quan chức năng khi chưa giải quyết thỏa đáng và dẫn đến một sự phẫn nộ tột cùng nên cô Hằng mới bị vạ miệng và thành ra có cớ sự như ngày hôm nay khi phạm phải điều 331. Và thưa quý vị, qua nhất thời dân mới là vạn đại, thì qua sự việc cô Phương Hằng, một bộ phận người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi bức thư cầu cứu bác Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội vào cuộc xử lý sự việc cô Phương Hằng, nội dung như sau: kính gửi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, kính gửi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội, mở đầu bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do bác Hồ đọc tại Ba Đình năm 1945, mọi người sinh ra đều được quyền bình đẳng, tại sao cả trăm người tấn công một mình bà Nguyễn Phương Hằng, ngày nay qua ngày nọ họ chỉ bới lăng nhục, vu khống xúc phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cá nhân và doanh nghiệp của bà Hằng nhưng không bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng là nạn nhân đứng lên tự bảo vệ cứu bản thân mình và doanh nghiệp thì lại bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam theo điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự. Hãy trích xuất xem lại toàn bộ các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ rõ bà Nguyễn Phương Hằng không hề lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Bà bị Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đứng ra tố cáo, cảnh tỉnh nhân dân. Bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện quyền công dân, góp sức với chính quyền tố giác tội phạm, là những nghệ sĩ lợi dụng sự nổi tiếng kêu gọi từ thiện nhưng sử dụng sai mục đích, không công khai minh bạch, ngâm 14 tỷ không đi cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt. Bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn cầu cứu khắp nơi, nhưng không có cơ quan nào bảo vệ bà, buộc lòng bà đứng lên tự vệ mạnh mẽ, quyết liệt, dùng lời lẽ nặng nề, đáp trả những người đã chửi mới,
chửi bới lăng nhục, vu khống xúc phạm đến uy tín danh dự bà và doanh nghiệp của bà. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng có tội, thì những kẻ lừa đảo tấn công bà không thể vô tội. Luật pháp xử thì phải xử công bằng. Chúng tôi, những người dân thấp của bé họng, khẩn cầu xin Trung ương bắt trọng đốt lò phía Nam. Ai có công thì thưởng, ai có tội đều xử hết, không có vùng cấm. Và để dân thấy, để cho pháp luật công bằng xử đúng người đúng tội, cầu xin trời Phật che chở cho Nguyễn Phương Hằng sức khỏe bình an để vượt qua kiếp nạn này. Vì cô đã chờ quá lâu nên ức chế mà không kiềm chế được cảm xúc, mong Trung ương xem xét cái tội và cái công cái nào lớn hơn. Thưa quý vị, đó là một bức thư người dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lên bác Trọng. Quý vị thân mến, nếu chúng ta nhìn nhận thì công và tội cô Hằng cái nào lớn hơn? Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo trong phần tin ngày hôm nay. Năm vừa rồi, do dịch bệnh Covid nên em mới có thời gian theo dõi drama. Nhìn toàn thể sự kiện của chị Phương Hằng, có thể thấy rằng sự kiện này đem lại nhiều lợi ích cho đại đa số người dân. Thứ nhất, chị Hằng đã làm cho mọi người thấy được rằng Võ Hoàng Yên không phải là thần y, không chữa được bệnh. Nếu chị không lên tiếng thì trong tương lai, nhiều gia đình nữa sẽ bị tiến mất tật mang, hoặc thậm chí chết oan. Thứ hai, chị đã tháo gỡ được chiếc mặt nạ được trang trí rất kỳ lưỡng và được cột dây đeo, chắc chắn bởi truyền thông bẩn bằng cách yêu cầu họ sao kê, tìm từ thiện và vạch trần việc quảng cáo thuốc giả, Bitcoin. Thứ ba, chị đã truyền cho nhân dân tinh thần yêu nước, yêu đồng bào và cảnh giác với những kẻ hại dân, chống phá đất nước. Thứ tư, chị đã góp phần một phần nhỏ vào việc giải quyết tệ nạn, giả sư để trục lợi từ thiện, ngăn chặn nhiều cô gái mới lớn, nhẹ dạ cả tin, dễ rơi vào bẫy lừa của tà am như Diễm My. Thứ năm, nhờ drama của chị mà toàn dân hiểu được thế nào là cách mạng màu, nhận diện được bản chất của một số nhà báo luật sư hai mặt. Đây là lợi ích vô cùng to lớn, giúp dân cảnh giác với nhà báo luật sư hai mặt, với những kẻ chống phá đảng, nhà nước. Xét về mặt tiêu cực, có thể do chị không được học nhiều như chị từng thừa nhận nên lời lẽ của chị dùng hơi thô. Nhưng mà thật, người ta nói chị chửi nhiều, nhưng công tâm mà nói, chị chửi không bằng 1% người ta chửi lại chị. Một mình chị phải đấu với cả một bầy đàn, họ cấu kết với nhau phân vai để chửi rủa, bôi nhọ chị và gia đình chị và công ty của chị, và muốn đưa chị vào vòng lao lý, và cuối cùng họ đã đạt được mục đích. Qua sự việc của chị, mong rằng các cơ quan pháp luật xét xử thật công tâm để toàn dân tin tưởng vào cán cân công lý của nhà nước. Ai có tội đến đâu xử đến đấy, ai có công thì được hưởng và được tuyên dương, để là việc tốt được lan tỏa, việc xấu sẽ bị ngăn chặn. Cuối cùng em xin chúc chị luôn giữ gìn sức khỏe và sớm được về đoàn tụ với gia đình và điều hành công ty một người em không quen biết. Thưa quý vị, cô Nguyễn Phương Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà. Vậy là bà xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân Võ Hoàng Yên ư? Bà Nguyễn Phương Hằng tố giác Hoài Linh ngâm 14 tỷ tiền từ thiện hơn 6 tháng là cô Phương Hằng đã xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cá nhân của Hoài Linh. Bà Nguyễn Phương Hằng tố giác Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành quyên góp tiền từ thiện của nhân dân không công khai minh bạch. Vậy là bà đã xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cá nhân của các cá nhân nghệ sĩ đây ư? Bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp đáp trả Viu Anh đã chế giễu việc vợ chồng bà hiến 4 hectare đất cùng với nhà nước chống dịch. Vậy là bà đã xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cá nhân của Viu Anh. Cả một tổ chức tấn công, chửi bới lăng nhục một mình bà. Dù đơn cầu cứu của bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đi khắp nơi nhưng không được cơ quan nào xử lý. Bà đứng lên là tự vệ bản thân mình và cho doanh nghiệp, đáp trả quyết liệt lại những kẻ tấn công mình. Vậy là bà đã xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của trăm người đấy ư? Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam cô Nguyễn Phương Hằng theo điều 331 Bộ luật hình sự, liệu có đúng người, đúng tội hay chưa? Thưa quý vị và các bạn thân mến, quay về một thuở xem sao, để ta hồi tưởng tò mò đoán xem, bức tranh tôi sáng nhá nhem, hiu hiu gió tượng ngọn đèn hiu hiu. Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, drama hội tụ lắm điều xấu xa, thần y bịp bợm nhập nha, nực cười khua mép bóng ma gợi hồn. Linh bốn gian trá ai ơi, ngâm xiền từ thiện, lờn vờn đó đây, lệ tổ khóc mướn gớm thay, lưu manh đành đoạn phơi bày mưu mô. Tiên lũ tráo trở nhảy vào, dân tình ấm ức bao giờ cho nguôi, ô hay đờm bóng còn gì, ông Hoàng Nhạc Việt tự mày nâng bi, thương chi, thương thay chị đại ngược xuôi, đấu tranh tranh đấu. Nguồn vui tràn bờ, sự thật đâu phải tình cờ, bốc mẽ một nhóm chị cao tuyệt vời. Thần y showbiz chôn vùi, đâu còn hào nhoáng những ngày như xưa. Thưa quý vị, đây là bài thơ của một quý khán thính giả Bắc Bình Vương. Thưa quý vị thân mến, thì tiếp theo nội dung trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với bài viết của bác cựu chiến binh Đặng Hoa Quỳnh. Không học, không đọc sẽ không hiểu biết về tam độc. Sống đến độ tuổi mà nhà thơ Đỗ Phủ gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nếu như cách nay ít ngày không được đọc cuốn sách mỏng của nhà xuất bản Tôn Giáo, tác giả Thích Thanh Từ, thì quả thật tôi không hiểu biết sâu về tam độc. Không phải là Phật tử, không có căn để học Phật, để tu, để trở thành một Phật tử chân chính.
Nhưng tôi không muốn nhầm lẫn về chánh tà trong Phật giáo, muốn tiếp thu những điều hay từ đạo Phật để sống và chỉ dạy cho con cháu tôi sống tốt với đời với người. Tôi vẫn nghe người đời khuyên bảo để có cuộc sống an yên thì không tham, sân, si. Nhưng tôi không được ai chỉ dạy trong ba thứ này cái gì là gốc, cái gì là ngọn. Tham, sân, si chính là tam độc, là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui của con người. Theo thứ tự thông thường của nó là tham, sân, si, song đặt đúng trật tự là gốc ra ngọn, là phải nói là si, tham, sân. Tôi xin tóm lược để mọi người hiểu về các khái niệm. Thứ nhất là si, si là si mê. Con người ta khi đã si mê thì không còn phân biệt được thật giả phải trái, chánh tà. Khi đã si thì dễ nhận lầm thân giả dối, làm cái ta chân thật. Khi cái gốc đã lầm thì phát sanh biết bao nhiêu thứ tội lỗi từ cái lầm này ra ma, cũng vì cái si mà dẫn đến bất đồng ý kiến, là mầm đau khổ từ gia đình đến xã hội. Đúng là chỉ vì si cho nên đã có bao người u mê bị giả sư Lê Tùng Vân cùng Nhất Nguyên Nhị Nguyên với sự hỗ trợ của truyền thông, của nghệ sĩ Dơ dẫn dắt bao người đổ tiền bạc cổ suý cho tịnh thất Bồng Con Thiền Am, ngang nhiên tồn tại, thách thức chính quyền, chống đối đạo Phật. Chỉ giờ si mà phát sinh phan cuồng không còn biết được phân biệt được là đúng sai của mấy nghệ sĩ ông Hoàng Cô Lũ, thần y Dõm trục lợi từ thiện. Vì si nên liên kết tấn công siêu Nguyễn Phương Hằng cùng ekip livestream vạch mặt bọn lừa đảo trục lợi. Thứ hai, tham. Vì sự tham lam là cái hang không cùng, cái túi không đáy. Tham vật chất, tham danh vọng, địa vị, tham chức, tham quyền, tham sống sợ chết. Chính vì tham cho nên đã có hàng trăm cán bộ, kể cả cấp cao đã vào lò, biến thành củi tươi củi khô. Vì tham mà hôm qua còn là ông là bà thì hôm nay đã là thằng tội phạm. Đại án Kít Tép và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao là điển hình cho thứ độc dược, đáng sợ thời đại kim tiền. Tham là nhân đau khổ vô hạn. Vì tham mà nghĩ ra bao nhiêu chiêu trò để móc hầu bao dân nghèo. Vì tham mà đánh phá, ganh ghen, giành giật miếng ăn chỗ ngồi. Khi tham mà không được toại nguyện thì liền nổi sân. Sân là sự nóng giận. Do tham không được toại nguyện hoặc bị ngăn trở thì liền nổi sân. Đang lừa người ta bằng chữa bệnh ba láp, huy động tiền từ thiện kiểu, mượn hoa cúng Phật, mà lại bị chọc ngoáy, phá ngang đòi sao kê thì nó nổi sân. Mà một khi đã nổi sân thì tội ác nào cũng dám làm, mọi đau khổ nào cũng dám tạo, tất cả sự hung tợn, dữ dằn, độc ác đều do sân mà phát sinh. Những kẻ có sân, thầm kín, rất nguy hiểm, thường ngấm ngầm tìm phương kế hạ đối phương. Còn người có sân bộc phát như CEO Nguyễn Phương Hằng, nổi nóng, thiếu kiềm chế dùng live stream để bóc phốt thần y nhà báo truyền thông hai mặt, nghệ sĩ Dơ sẽ dễ bị sơ hở và bị hại tai họa. Trên đây là những thu hoạch cá nhân sau khi đọc cuốn sách Tam Độc, có 24 trang, khổ 10.5.19, rất bổ ích. Phần kết luận khuyên cáo chúng ta buông xả mọi vọng giả và vọng tưởng giả dối, sống một đời an lành trong cái bình lặng của tâm tư. Hãy nhớ, si tham sân là tam độc. Trong đó si là chủ chốt, phải tận diệt, cội rễ và si mê, đừng làm phan cuồng, quá thần tượng hóa cá nhân, nhất là đối với các đối tượng là ông Hoàng, thần y, ông thầy, ông nội. Diệt được tam độc là đem lại sự an ổn cho bản thân và cho mọi người. Làm quan hay làm dân, có đạo hay không đạo thì không si, tham, sân, xã hội mới được nhờ.